Hiện tại một số hộ có nhà bị sập hoàn toàn đã đến ở nhà người thân, còn hai hộ dựng lều ven quốc lộ để ở tạm. Một trong hai chiếc xà lan gây ra vụ tai nạn mang biển kiểm soát AG15599 vẫn đang neo đậu cách hiện trường khoảng vài chục mét. Trước đó vào lúc 8 giờ ngày hôm qua 18 tháng 6, hai xà lan chở cát đang neo đậu tại sông Cái Sắn thuộc khu vực này đã bị một xà lan khác chạy ngang làm đứt dây neo, khiến trôi tự do và đâm liên tục vào những căn nhà ven sông. Khi thấy xà lan trôi thẳng vào nhà, những người dân sống tại đây chỉ biết chạy thoát thân và đứng nhìn nhà cửa cùng tài sản bị đâm sập trôi xuống sông. Do khi xảy ra tai nạn có gió lớn và nước chảy xiết nên hai chiếc xà lan này chỉ dừng lại khi đã đâm 44 căn nhà trên đoạn sông khoảng 600 mét, thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng.